chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta làm thế nào để tin tưởng trực giác của bạn để đưa ra quyết định lớn cảm giác gan ruột linh cảm tất cả những từ này chỉ ra một năng lực sâu xa mà tất cả chúng ta đều mang bên trong được gọi là trực giác nếu không học cách nhìn và lắng nghe trực giác của mình chúng ta có xu hướng chỉ dựa vào lý trí hạn chế hoặc đầu vào bên ngoài từ người khác điều này có thể nhanh chóng khiến chúng ta lạc lối trực giác giống như một la bàn của linh hồn có thể giúp chúng ta khám phá mục đích cuộc sống của mình đưa ra quyết định sáng suốt và dẫn đến cuộc sống viên mãn trong video này quốc anh sẽ hướng dẫn cho bạn cách tin tưởng vào trực giác của mình và vượt qua tiếng nói sợ hãi của tâm trí trực giác là một cảm giác đột ngột và không thể giải thích được nảy sinh trong chúng ta còn được gọi là giác quan thứ sáu linh cảm và cảm giác ruột trực giác là lực lượng bí ẩn hướng dẫn bảo vệ và thông báo cho chúng ta thông tin chúng ta nhận được từ trực giác của chúng ta thường không có sẵn từ tâm trí có ý thức của chúng ta và do đó bắt nguồn từ vô thức những cách phổ biến nào để chúng ta trải nghiệm trực giác thông thường trực giác xuất hiện như một tiếng nói hoặc cảm giác yên tĩnh bên trong mách bảo chúng ta nắm lấy cơ hội này đi theo con đường đó chấp nhận cơ hội đó mở cánh cửa đó trực giác cũng cho chúng ta biết điều gì không nên làm điều gì nên cẩn thận khi nào cần cảnh giác và khi nào nên dừng lại trực giác gắn liền với phần não phải chịu trách nhiệm về sự sáng tạo trí tưởng tượng năng khiếu âm nhạc nghệ thuật và cảm xúc mặt khác phần não trái được kết nối với logic suy luận và tư duy phản biện trong sâu thẳm tiềm thức của bạn là trí tuệ vô hạn sức mạnh vô hạn và nguồn cung cấp vô hạn của tất cả những gì cần thiết đang chờ phát triển và thể hiện trực giác là một công cụ mạnh mẽ đáng kinh ngạc một món quà tự nhiên của sinh học luôn sẵn sàng cho chúng ta tuy nhiên nó thường bị con người chúng ta bỏ qua hoặc lãng quên tuy nhiên có rất nhiều lợi ích thú vị từ việc học cách khai thác nó chúng ta sẽ khám phá một số lợi ích tiếp theo trực giác rất cơ bản và có thể giúp chúng ta trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống và sau đây là những lý do tại sao nó lại mạnh mẽ như vậy. Thứ nhất, trực giác tiết lộ sự thật sâu sắc trong cuộc sống của chúng ta. Trực giác giúp chúng ta phát triển sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc hơn. Kết quả là chúng ta cảm thấy được hướng dẫn một cách thông minh hơn trong suy nghĩ, cảm xúc và quyết định của mình. Thứ hai, trực giác giúp chúng ta xác định những điểm báo tiêu cực trong cuộc sống. Thất bại suy sụp tài chính, cái chết, mối đe dọa về tình cảm, trực giác giúp chúng ta tiếp xúc với hệ thống phòng thủ bản năng của mình, giúp chúng ta tránh bị tổn hại, trực giác mở ra những con đường mới cho chúng ta, bằng cách giúp chúng ta xác định những dấu hiệu tích cực trong cuộc sống. Trực giác sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa mới khi chúng ta ít ngờ tới nhất. Trực giác hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách cho phép chúng ta biết phải đưa ra quyết định nào và khi nào trực giác giúp chúng ta đạt được sự tự tin và an tâm hỗ trợ chúng ta đi theo những con đường đúng với bản thân con đường bằng trái tim trực giác giúp chúng ta sống cuộc sống viên mãn sự thật đau đớn nhưng sự thật cũng giúp chúng ta thức tỉnh cuộc sống giả dối hư hỏng và ảo tưởng trực giác mang lại sự thật và do đó nó mang lại sự thay đổi và biến đổi khi chúng ta lắng nghe nó chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên chân thật và viên mãn và sau đây là cách giúp chúng ta phân biệt suy nghĩ sợ hãi với trực giác chúng ta rất hay nhầm lẫn tiếng nói của trực giác với tiếng nói của nỗi sợ hãi để có thể đưa ra những quyết định thông minh thành công khôn ngoan và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình chúng ta cần học cách phân biệt rõ ràng giữa hai yếu tố này điều giúp chúng ta phân biệt suy nghĩ sợ hãi với hướng dẫn trực quan là chú ý đến cảm giác của từng giọng nói bên trong cơ thể chúng ta sau đây là một số điểm khác biệt chính giữa nỗi sợ hãi và trực giác nỗi sợ cảm thấy nặng và tối mang tính cảm xúc ví dụ tôi cần phải làm điều này nếu không điều gì đó sẽ xảy ra cảm giác mơ hồ khiến bạn cảm thấy thất vọng choáng ngợp bối rối hoặc lo lắng khiến bạn phải nghiền ngẫm và chìm đắm trong những chu kỳ suy nghĩ còn đối với trực giác cảm thấy nhẹ nhàng không có cảm xúc làm cho bạn cảm thấy bình tĩnh đầy cảm hứng tự phát sinh ra và ngay lập tức cảm thấy đúng mà không cần suy nghĩ thêm về lý trí bằng cách chú ý đến những dấu hiệu này bạn sẽ từ từ có thể phân biệt suy nghĩ hoang tưởng với sự hiểu biết trung lập và trực giác làm thế nào để tin tưởng trực giác của bạn để đưa ra các quyết định lớn trong cuộc sống trực giác là một kỹ năng sống cần thiết mà tất cả chúng ta phải học để trao dồi và phát triển nếu không có trực giác chúng ta bị mắc kẹt trong mê cung của những suy nghĩ cứng nhắc kích động hoặc ám ảnh làm hạn chế khả năng nhìn rõ của chúng ta chúng ta có thể nhìn thấy càng ít rõ ràng chúng ta càng có nhiều khả năng đưa ra những quyết định sai lầm khi lắng nghe trực giác của mình chúng ta cảm nhận được sự rõ ràng giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho cuộc sống của mình chúng ta có thể học cách tin tưởng vào trực giác của mình theo những cách sau đây điều đầu tiên là im lặng tâm trí của bạn thông thường tâm trí có xu hướng chiếm đoạt quá trình ra quyết định của chúng ta mặc dù điều quan trọng là bạn phải sử dụng suy nghĩ hợp lý nhưng suy nghĩ thông thường của bạn thường bị ảnh hưởng bởi thành kiến niềm tin trong quá khứ ảnh hưởng bên ngoài và sợ hãi để tiếp cận trực giác của bạn bạn cần phải giải tỏa đầu óc suy nghĩ để đầu óc tỉnh táo hơn, bạn nên thiền định, nghe một vài bản nhạc thư giãn hoặc tập trung vào hơi thở chánh niệm. Rất khó để lắng nghe trực giác của bạn khi bạn đang ở trong trạng thái đầu óc căng thẳng. Ví dụ, bạn có thể thử hít thở sâu trong vài phút. Hít vào bằng mũi và để bụng nở ra nhẹ nhàng. Bạn có thể thở chậm, đếm đến 4 và hít vào chậm trong 4 giây, giữ trong 4 giây và thở ra trong 4 giây. Hãy thử thực hiện bất kỳ bài tập nào giúp thư giãn và tĩnh lặng tâm trí của bạn. Chỉ một khi bạn bình tĩnh và tập trung, bạn mới có thể tiếp cận chính xác sức mạnh trực giác của mình. Thứ hai, tự hỏi bản thân. Tôi cảm thấy thế nào về quyết định này khi bạn thả lỏng tâm trí và cơ thể? Hãy tự hỏi bản thân tôi cảm thấy thế nào về quyết định này lưu ý cảm giác lời nói hoặc hình ảnh đầu tiên nảy sinh trong bạn bạn có thể muốn viết ra bất cứ điều gì xuất hiện và suy ngẫm về nó nhiều hơn nữa thứ ba tập trung vào những cảm giác trong cơ thể bạn chúng ta không bao giờ có thể bị lừa dối bởi cơ thể của chúng ta bởi vì cơ thể của chúng ta không bao giờ có thể nói dối Bất kể chúng ta ngụy tạo ra những câu chuyện hay lý thuyết phức tạp nào, cơ thể chúng ta sẽ luôn tiết lộ sự thật của vấn đề, để kết nối với trực giác của bạn, hãy lắng nghe cơ thể của bạn, suy nghĩ về quyết định bạn phải đưa ra và tập trung vào phản ứng của cơ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn nghỉ việc, bạn có thể nhận thấy cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể của bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên nghỉ việc. Ngoài ra, nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển đến một nơi nào đó bạn có thể cảm thấy vai và cổ của mình căng lên rất có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không nên di chuyển đến đó bằng cách sử dụng nhận thức cơ thể có chánh niệm bạn sẽ có thể kết nối tự do hơn với trực giác của mình điều thứ tư khám phá liệu nỗi sợ hãi có đang thúc đẩy bạn sự sợ hãi có thể lén lút ngụy trang thành trực giác khi chúng ta sợ hãi chúng ta có xu hướng đưa ra quyết định hấp tấp hoặc tin rằng chúng ta đang làm theo trực giác của mình khi bạn phải đối mặt với một quyết định quan trọng hãy viết ra tất cả nỗi sợ hãi xung quanh tình huống đó ra một tờ giấy làm cho nỗi sợ hãi của bạn trở nên rõ ràng sẽ giúp bạn xác định liệu tiếng nói bên trong bạn là do sợ hãi thúc đẩy hay hiểu biết rõ ràng thứ năm đưa ra một loạt các giải pháp và suy nghĩ về từng tình huống hình dung từng lựa chọn một cách sinh động nhất có thể sau đó chú ý đến cảm giác của từng lựa chọn tùy chọn nào cảm thấy đúng nhất là lựa chọn bạn cần phải đi theo thứ sáu đừng để áp lực thiên vị bạn bạn có đang tạo ra nhiều áp lực cho bản thân hay không áp lực phải đưa ra quyết định nhanh chóng có xu hướng kìm hãm dòng chảy của trực giác bạn có thể yêu cầu hướng dẫn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận trực giác của mình hãy nói một lời cầu nguyện nhỏ với bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì bạn tin tưởng ví dụ bản ngã cao hơn vũ trụ đấng thiêng liêng bạn không cần phải theo đạo để cầu nguyện cầu nguyện là năng lượng và ý định cô động sẽ giúp bạn tập trung sức mạnh ý chí của mình nói lời cầu nguyện là một cách hiệu quả để nâng cao khả năng trực giác của bạn thứ tám phát triển nhận thức về bản thân tự nhận thức là khả năng nhận thức được cảm xúc suy nghĩ và hành vi của bạn và cách chúng tác động đến bạn và những người xung quanh chúng ta càng nhận thức rõ những gì diễn ra bên trong bản thân thì ngay từ đầu chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tiếng nói thầm lặng của trực giác chánh niệm và thiền định sẽ hỗ trợ phát triển nhận thức về bản thân của bạn các bạn có thể lắng nghe về video thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Thứ 9. Cân bằng luôn xa con mắt thứ ba của bạn. Hãy tập trung vào việc cân bằng luôn xa con mắt thứ ba. Đây là trung tâm của khả năng trực giác của bạn. Nếu bạn phải vượt lộn với vấn đề như lối suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ quá mức, hoang tưởng hoặc lo lắng, rất có thể bạn đang gặp vấn đề về luân xa mắt thứ ba. Và trong video tới, Quốc Anh sẽ chia sẻ về cách hướng dẫn các bạn nâng cao khả năng trực giác và cân bằng luân xa con mắt thứ ba. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.